Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Khi vua đã ngự trong cung mình và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng. Na-than thưa cùng vua rằng: Hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết, từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới trại và nhà tạm. Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Israel là kẻ ta dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng: Cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương? Vậy bây giờ ngươi hãy nói cùng David kẻ tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta, làm cho nó châm rễ tại đó, và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa, tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù nghịch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sao-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Na-than đến thuật lại cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao, nên Chúa lại nói về nhà của tôi tớ Chúa trong buổi lâu về sau? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loài người sao? David còn nói thêm được lời chi nữa: Ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tớ Chúa. Ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì, trên khắp thế gian, có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài? Hầu cho Chúa được danh lớn, nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ai Cập, đặng nó thuộc riêng về Ngài.
vì Chúa đã lập dân Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời của dân đó. Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tớ Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi, và người ta nói rằng Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, chính Chúa đã phán lời hứa này cùng kẻ tôi tớ Chúa rằng: ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tớ Chúa nói dạng gì mà cầu xin Chúa mấy lời này? Vậy bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy, xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà kẻ tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Chương 8. Sau điều đó, David đánh bại dân Philistin, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo 2 giây để giết, rồi đo 1 giây để sống. Như vậy, dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. David cũng đánh Hadadeser, con trai của Rehob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrates. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syri ở Đa-mách đến tiếp trợ Hadadeser vua Soba. David bèn giết chúng nó 22.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Đa-mách xứ Syri. Dân Syri phục dịch David và nộp thuế. Hễ nơi nào David đi đến thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadeser mang mà gửi đến Jerusalem. Ở Bê-tách và Bê-rô-tôi, hai thành của Hadadeser, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua Hamát hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadeser, bèn sai Joram, con trai mình, đến vua David đặng chào mừng và tặng khen người đã đánh bại Hadadeser, vì Hadadeser hằng đánh giặc cùng Thôi. Joram đem dâng những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Ammon, dân Philistin và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadadeser, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết 1.800.000 dân Edom trong trũng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom, và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự mình cách ngay thẳng và công bình. Joab, con trai Seruya, làm quan tổng binh. Josaphat, con trai Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai Ahitub, và Ahimelech, con trai Abiatha, làm thầy tế lễ, và Seraya làm ký lục. Benaya, con trai Jehoiada, làm quan trưởng dân Kerethit và dân Phelethit. Còn các con trai David làm tể tướng vua. Chương 9. Bây giờ David nói rằng: có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Vả, có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipba. Người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi: ngươi là Sipba chăng?
Người thưa, phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng, chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Siba thưa cùng vua rằng, còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng, người ở đâu? Siba thưa rằng, người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien tại Lodeba, mà đòi người đến. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu Saul, đã đến bên David, thì sấp mình xuống đất và lại. David nói, ớ Mephibosheth, người thưa, có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng, chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mephibosheth bèn lại mà nói rằng, kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Vua bèn gọi Siba, tôi tớ của Saul, mà nói rằng, ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà người. Vậy, ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sinh sản hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả, Siba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Siba thưa cùng vua rằng, kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn David như một con trai của vua vậy. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Siba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua. Người bị què hai chân. Thi Thiên 101. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi, tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình, còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Mỗi buổi mai, tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Chương 6. Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước. Và trên họ có 3 quan thượng thư, mà một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Vả, Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thư kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng, chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng, hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời. Hết thảy các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không thay đổi đi,
theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Vậy vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình. Những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Bây giờ, những người đó nhóm lại, thấy Daniel đang cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng: Hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng, sự đó là thật, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Daniel là một trong những con cái phu tù Juda, không có lòng kiêng nể vua chút nào. Hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện ba lần. Khi vua nghe những lời đó thì lấy làm buồn bã lắm. Vua định lòng giải cứu Daniel, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thể để giải cứu người. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng, theo luật pháp của người Medi và người Pharisee, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi thì không thể thay đổi được. Bây giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel. Sau đó vua trở về cung mình và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn vua dậy sớm khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Bây giờ Daniel tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Bây giờ vua mừng rỡ lắm và truyền đem Daniel lên khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy. Bây giờ vua Darius viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta ban chiếu chỉ rằng trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử. Daniel cứ được thịnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Shiru là người Pharisee. Chương 7. Năm đầu đời vua Ben-Sát-Sa nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chim bao và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chim bao đó ra và thuật lại đại lược các sự ấy. Vậy Daniel nói rằng: Đang đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất
đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai, y như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng giữa những răng, và người ta bảo nó rằng, hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó, ta nhìn xem, này, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Sau, ta lại nhìn xem trong sự hiện thế ban đêm. Này, một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt. Nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân dày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó, và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời sắc sược. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan. Ngàn ngàn hầu hạ ngài, và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. Bây giờ, ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra. Vậy, ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm. Này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất, nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt nghiền nát, và có gì còn lại thì dày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận, cho tới khi đấng thượng cổ đã đến. Sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta như vậy: con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó, và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước ngài là nước đời đời
và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Vậy, lời ấy đến đây là hết. Còn như ta Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cải. Dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.